chị hai đẹp, thân chết trứ danh. Có một sự thật chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng chúng ta lại rất ngại khi nói về nó. Chính xác, đó là cái chết. Và câu hỏi được đặt ra là: con người có sợ chết không? Điều này phụ thuộc vào từng cá nhân và quan niệm về cuộc sống và cái chết của họ. Tuy nhiên, nhiều người thực sự sợ chết bởi vì họ không biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra sau khi qua đời. Sợ vì còn quá nhiều điều chưa thực hiện, sợ vì có thể mất đi khả năng kiểm soát, sợ vì đó là một thứ vô cùng mơ hồ và không rõ ràng. Nỗi sợ hãi này cũng có thể phát sinh từ việc mất đi những người thân yêu, không còn sở hữu những thứ đáng quý báu trong cuộc sống nữa. Tuy nhiên, một số người có thể chấp nhận chết như là một phần của tự nhiên và sẽ không sợ nó. Việc không sợ hoặc chấp nhận cái chết là một quá trình tâm lý phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quan niệm về sự tồn tại và giá trị cuộc sống, kinh nghiệm và hành trình cá nhân của mỗi người. Vậy vì sao có người lại không sợ chết? Vì họ có niềm tin rằng sau cái chết sẽ có sự sống tiếp diễn, hoặc họ có niềm tin vào một mục đích lớn hơn cho cuộc sống của họ, khiến cho cái chết không còn là nỗi sợ hãi lớn nữa. Ngoài ra, một số người có thể cảm thấy thoải mái với sự mất đi vì họ đã sẵn sàng và chuẩn bị cho nó trước đó. Mặc dù việc liên tục suy nghĩ về cái chết không làm cho bạn đăng suốt ngày, tuy nhiên nếu suy nghĩ quá nhiều có thể gây ra tình trạng lo âu, trầm cảm và ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý, khiến bạn dần ngán ngẩm cuộc sống mà muốn tua nhanh đến hồi kết sau cùng. Sống chết có số và thần chết cũng chỉ chịu thua mỗi sức mạnh của định mệnh mà thôi. Nhưng liệu có ai chống được thần chết hay không? Trong văn hóa và tôn giáo của nhiều quốc gia và dân tộc, thần chết thường được tưởng tượng là một thực thể mạnh mẽ, hung dữ, đáng sợ, ghê gớm và nhất là không thể chống lại được. Hình ảnh của ông thường được tưởng tượng một cách u ám và được mô tả với hình ảnh bộ xương, áo choàng đen và cái lưỡi hái lớn. Tuy nhiên, đó chỉ là quan điểm tín ngưỡng và dĩ nhiên không phải là sự thật khoa học. Theo khoa học, mất đi là một quá trình tự nhiên và tất yếu. Tất cả mọi sinh vật đều sẽ trải qua quá trình này vì đó là quy luật của sự tồn tại. Có sinh ắt có diệt, có sống ắt sẽ có chết. Con người hình thành từ cát bụi, sống một đời phiêu bạt giang hồ, rồi lúc mất đi lại trở về cùng với cát bụi. Đó là sự thật. Nếu đã biết vậy, tại sao chúng ta không nghĩ rằng thần chết cũng chỉ đang làm nhiệm vụ của mình, rằng thần chết cũng hiền hòa, dịu dàng và nhiệm vụ của người là đến, rồi dắt chúng ta bước qua ngưỡng cửa cuộc đời một cách nhẹ nhàng với một thái độ đáng trân trọng nhất? Và tại sao thần chết không thể là nữ giới? Đó là vì việc tưởng tượng thần chết dễ thương, hiền dịu có thể không phù hợp với tâm lý của một số người, không phù hợp với quan niệm tôn giáo hoặc quan niệm của nền văn hóa nhân loại nói chung về cái chết. Con người có thể xây dựng lên nền văn minh như hiện nay chính là nhờ có luật lệ và pháp quyền. Còn luật lệ và pháp quyền có được lòng dân hay không cũng bởi vì thưởng phạt phân minh. Trong nhiều quốc gia và văn hóa trên thế giới, cái chết được coi là hình phạt nghiêm khắc nhất, đặc biệt là những tội phạm nghiêm trọng như giết người, tấn công tình dục, buôn bán ma túy, tội phạm chính trị và khủng bố. Có nhiều lý do cho việc áp dụng tử hình là hình phạt cuối cùng. Một trong số đó là nhằm ngăn chặn việc tiếp tục tái phạm và đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Tử hình cũng được coi là hình phạt có tính chất răn đe cao nhất và có thể làm dấy lên nỗi sợ hãi trong lòng tội phạm, những người suy nghĩ đến hành vi phạm tội. Việc áp dụng hình phạt này được coi là một phương tiện để tăng cường tính dân chủ và giảm tội phạm, nhưng đó vẫn là một hình phạt tàn bạo và không nhân văn. Chính vì thế mà thần chết vô tình cũng bị vạ lây, chịu nỗi oan sai ngàn năm như vậy, lúc nào cũng phải vác mặt nạ đáng sợ, một bóng tối bao trùm và không khí nặng nề. Hoặc là bạn sẽ từ trần một cách đau đớn và đầy nỗi sợ, hoặc là bạn sẽ ra đi trong nhẹ nhàng và êm ái. Bạn chọn cách nào và bạn thích cách nào hơn? Không, mình không chọn. Mình chọn sống bất tử, không bao giờ gặp thần chết, dù người có xinh đẹp và hiền dịu thế nào đi nữa. Vì bất tử là một khái niệm trừu tượng và không có bằng chứng khoa học để chứng minh sự tồn tại của hai từ bất tử. Nhưng nếu giả định rằng bất tử có thể xảy ra thì những cảm giác có thể khác nhau đối với mỗi người. Một số người có thể thấy hạnh phúc và hưng thịnh vì họ có thể trải nghiệm vô số thứ mà không sợ bị giới hạn bởi thời gian. Nhưng cũng có thể có những người khác thấy rằng sự bất tử sẽ dẫn đến buồn chán và tẻ nhạt bởi vì không có sự thay đổi hay sự tiến bộ trong cuộc sống của họ. Ngoài ra, sự bất tử cũng mang lại những hệ quả không mong muốn như sự cô đơn và cảm giác bất lực khi những người xung quanh bạn đều già và mất đi. Sự bất tử cũng có thể dẫn đến những thay đổi của giá trị và mục đích trong cuộc sống của mỗi người khi không còn sợ hãi về cái chết hay cần phải tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống. Tất nhiên là chỉ thần chết xinh đẹp chấp hết. Lịch sử nhân loại không thiếu những người tìm cách cải lại mệnh trời, thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Từ ngàn xưa, công cuộc tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão đã là một chủ đề được quan tâm rất nhiều trong các văn hóa và tôn giáo khác nhau trên khắp thế giới. Những câu chuyện và truyền thuyết về những người sống lâu đời đời, thậm chí là bất tử, đã tồn tại trong rất nhiều đất nước khác nhau, bao gồm cả Trung Quốc, Ấn Độ,
Ai Cập, Hy Lạp và La Mã. Ở Trung Quốc, ý tưởng về thuốc trường sinh bất lão được đề cập trong các tác phẩm văn học cổ truyền hay những truyền thuyết ngụ ngôn, cổ tích từ hàng ngàn năm trước. Chẳng hạn như theo truyền thuyết, có những nhân vật đã sống qua hàng trăm năm, thậm chí là vô hạn tuổi, như câu chuyện về Thánh Nương, một nữ tu sĩ sống trong thời kỳ Hậu Hán, từ năm 25 đến năm 220, nhờ sử dụng một loại thuốc trường sinh để sống được hàng trăm năm và trở thành bất tử. Rồi như truyền thuyết về Hồng Đức Thiền Sư, một nhân vật vĩ đại trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa, được cho là đã sống đến tuổi 200 và biết sử dụng các bí quyết để duy trì tuổi thanh xuân, đạt được sự bất tử. Trương Tam Phong sáng lập Võ Đang Chân Phái cũng là một trong những cái tên đó. Trong các tác phẩm văn học như Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không cũng đề cập đến ý tưởng về sự bất tử và trường sinh. Trong tác phẩm này, nhân vật chính Tề Thiên Đại Thánh đã ăn đào tiên để tăng sức khỏe và tuổi thọ. Tất nhiên là chúng ta bỏ qua các vị thần Phật vĩnh hằng thiên thu nha, chỉ nói đến việc người thường mà uống thuốc hay tu luyện thành bất tử thôi. Còn trong văn hóa và tôn giáo Ấn Độ, có rất nhiều câu chuyện về cuộc sống bất tử. Trong đó có một câu chuyện về Raja Harishchandra. Ông là một vị vua tốt bụng và công chính trong lịch sử Ấn Độ, sống vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Vua Harishchandra luôn nghiêm túc với những gì mình nói và luôn thực hiện đúng lời hứa của mình. Vua cũng không bao giờ làm một điều gì không đúng trong mắt của người dân. Một ngày nọ, vua Harishchandra đã quyết định làm lễ hiến tế cho vị thần Varuna và cũng hứa rằng ông sẽ tặng một phần đất cho những người cần đến ông. Nhiều người cần ông giúp đến nỗi ông không còn bất kỳ mảnh đất trống nào để bán. Nhưng vì ông đã hứa, vua Harishchandra đã bán cả tòa lâu đài của mình để giúp đỡ dân làng. Sau đó, một nhóm người tới xin ông giúp họ trả tiền cho kẻ thù để được giải thoát khỏi nô lệ. Vua Harishchandra đã đồng ý và vì không còn đất đai, ông đành bán chính mình, vợ và con trai của ông. Họ chịu trở thành nô lệ để trả tiền cho những người đến van xin. Về già, vua Harishchandra trở thành một người cai quản nghĩa địa cho đến cuối đời. Trong lúc đó, ông đã được thần Brahma đến thăm và đã được ban cho cuộc sống bất tử và giàu có như xưa. Tuy nhiên, ông đã từ chối và yêu cầu được sinh sống bình thường vì ông không muốn sống đời đầy quyền lực và giàu sang nhưng không còn ý nghĩa. Câu chuyện về vua Harishchandra là một minh chứng cho sự đức độ và trung thực. Nó truyền tải thông điệp rằng cuộc sống bất tử chỉ có thể đạt được thông qua hành động đúng đắn và tận tâm tu tập. Còn tại châu Âu, từ thời kỳ Trung Cổ, các nhà bác học và nhà nghiên cứu cũng đã tìm kiếm các loại thuốc trường sinh bất lão. Trong thời kỳ Phục Hưng, ý tưởng về thuốc trường sinh bất lão lại trở nên phổ biến hơn và nổi bật là chuyện kể về bá tước của St. Germain. Theo câu chuyện, bá tước Germain là một người đàn ông bí ẩn xuất hiện trong lịch sử châu Âu vào thế kỷ 18. Ông được mô tả là một người đàn ông quý tộc, có trí thông minh và có khả năng nói nhiều ngôn ngữ một cách lưu loát. Điều đáng chú ý là ông không bao giờ nói về quá khứ hay nguồn gốc của mình và không ai biết thực sự tên của ông là gì. Bá tước của Germain được cho là có khả năng chữa bệnh, pha chế thuốc và đặc biệt là nắm vững giả kim thuật. Ông cũng được cho là có thể thực hiện các cuộc thí nghiệm khoa học và sở hữu những sức mạnh siêu nhiên. Nhiều người tin rằng bá tước của Germain là một người bất tử. Ông đã xuất hiện trong nhiều thời kỳ khác nhau của lịch sử châu Âu, bao gồm cả thời kỳ trước công nguyên. Nhiều nhân vật quan trọng trong lịch sử như Marie Antoinette, Catherine II và Giuseppe Balsamo đều được cho là đã gặp ông. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào chứng minh rằng bá tước của St. Germain thực sự là một người bất tử. Một số người tin rằng ông chỉ là một nhân vật hoạt động giả mạo, một kẻ lừa đảo hơn là một người tài thật sự. Tuy nhiên, với sự bí ẩn và sức hấp dẫn của câu chuyện, bá tước của St. Germain vẫn là một chủ đề được quan tâm và tranh luận cho đến ngày nay. Khuất phục tử thần có thể sẽ không xảy ra, chẳng bao giờ thành hiện thực, nhưng cho thấy nỗ lực của loài người trong việc vượt qua số phận nghiệt ngã. Chính cái quyết tâm ấy đã chảy trong máu của bao nhiêu thế hệ, nhưng thật chẳng bất ngờ, vì đó cũng chỉ là những gì đã được số phận định sẵn. Và rồi vạn vật cũng phải đến hồi kết, dù có cố gắng đến đâu đi nữa. Số phận và cái chết rõ ràng là hai khía cạnh tâm linh tối cao. Nhưng người anh tiếp theo, Dream, kẻ nắm giữ giấc mơ, vì sao cũng nắm giữ quyền lực không kém? Hãy cùng chờ xem nhé.